Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 3, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của 12 con giáp. Thực thân mang tới cho người tuổi Tỵ vận may bất ngờ, đó có thể là khía cạnh công việc, một dự án mới, bạn được trao cho trọng trách quan trọng để thử thách, để thể hiện năng lực của mình, lúc này nhất định không được bỏ lỡ. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Hôm nay nhờ chính ấn soi đường nên người tuổi Tý đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân, hoàn toàn hoàn thành, tập trung vào mục tiêu đó. Mặc kệ ai đó có nói ra nói vào đi chăng nữa, cuộc sống không phải khi nào cũng trải hoa hồng trên con đường bạn đi, chỉ có niềm tin đồng hành với bạn những lúc khó khăn. Nên nhớ, chỉ cần bạn tin vào năng lực của mình thì đừng để bị các yếu tố ngoại cảnh tác động, thành công sẽ nhanh chóng đến với bạn. Đừng quên xem dự báo thời tiết để có kế hoạch cụ thể cho từng ngày làm việc của mình trong tuần bạn nhé! Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn khá kiên trì với con đường mình đã chọn và hoàn toàn tin tưởng vào nó. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, gặp được cơ hội là ngay lập tức bạn chớp lấy rất nhanh. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, sự nhiệt tình của bạn trong công việc giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, dù thấy được cơ hội, bạn vẫn khá bình tĩnh để kiểm tra, xem xét trước khi tiến hành. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nếu biết kết hợp sức mạnh của nhiều người, khả năng của bạn là vô biên. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường bạc vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Sửu. Tài chính của người tuổi Sửu có phần vượt trội hơn những ngày khác trong tuần khi có chính tài tương trợ. Có những nguồn thu nhập bất ngờ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng đừng vì thế mà quá tham lam, kẻo bạn lại hối hận đấy. Nhưng bạn không nên mua sắm quá nhiều, kẻo tiền lại nhanh chóng bốc hơi khỏi ví. Hầu hết chúng ta không hề khôn ngoan trong chuyện tiền bạc. Vì thế, muốn giàu có nhất định phải học cách suy nghĩ như những người giàu có. Đó là bước đầu tiên bạn cần làm ngay lúc này. Hôm nay nhờ có lục hợp mà những căng thẳng trước đây của các cặp đôi đang yêu cũng như các cặp vợ chồng được hòa giải. Sau sóng gió, cả hai đều đã hiểu nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, khi có nhiều tiền trong tay, bạn nhớ phải tiết kiệm ngay nhé. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, bạn nhanh nhẹn tạo thêm nhiều nguồn thu cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đừng đốt cháy giai đoạn, hãy chờ tiền về đã nhé. Đừng nên tiêu tiền trước khi trả tiền sau. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nguồn thu thêm của bạn không có được nhiều, hãy cố gắng tìm thêm cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, không phải khi nào cũng có cơ hội tốt, thế nên bạn mượn gió bẻ măng, cộng hưởng sức mạnh nhé. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên người tuổi Dần trở nên dễ dãi và bốc đồng với những suy nghĩ của mình. Hãy cẩn thận kẻo những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguồn cơn gây ra tai họa cho bạn, không chỉ ở hiện tại mà còn cả trong thời gian tới. Nếu bạn thấy công sức của mình bỏ ra nhiều nhưng chưa có kết quả ngay, cũng hãy giữ bình tĩnh. Có thể lúc bạn không để ý thành quả của những người đó đã trở về, bạn phải kiên nhẫn hơn mới được. Theo lịch vạn niên năm 2018, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng ngày hôm nay cũng là ngày 19 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, gặp tình huống khó xử, bạn đã biết lựa chọn lời mà nói cho vừa lòng nhau bạn nhé. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, đừng cố tỏ ra là mình đúng để hơn thua với người khác, chỉ gây thêm căng thẳng thôi bạn ơi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bạn giữ được sự bình tĩnh nên thoát được những mâu thuẫn không đáng có. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, không cần phải thể hiện rằng bạn đứng về phe nào đâu, hãy cứ giữ trung lập mới là điều tốt cho bạn lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đừng cố bảo vệ ý kiến của mình như thế, không có ai đúng ai sai ở đây cả. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân,
Tỵ. Tử vi tuổi Mão. Mặc dù con giáp tuổi Mão đã chăm chỉ, cũng nhận được sự hỗ trợ khá nhiều trong công việc, nhưng bạn sẽ đương đầu với rất nhiều kẻ xấu do tác động của kiếp tài. Thực tế là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Trong khi bạn đang tập trung để hoàn thành công việc được giao, chốn thị phi nơi công sở vẫn thôi bám giết bạn. Dù muốn hay không thì bạn vẫn sẽ vướng vào một số rắc rối không đáng có. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ nên cho dù không cố tình nhưng bạn đã lỡ lời to tiếng với người hơn tuổi nên họ tỏ thái độ thất vọng về bạn. Hãy nói lời xin lỗi, mong họ tha thứ đi nhé. Đừng tỏ ra cố chấp làm gì, chẳng thu được lợi lộc nào về mình đâu. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy. Nếu bạn nổi nóng lúc này thì rất có thể hỏng việc, hãy hiền hòa như mặt hồ tĩnh lặng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa. Trong lúc nóng giận, chỉ cần tập trung hơi thở và suy nghĩ của mình, bạn sẽ kiểm soát được bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ. Bạn đủ độ lạnh lùng để bỏ qua những vấn đề thị phi đang diễn ra. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc. Bạn tập trung hơn vào công việc nên không để ý tới những kẻ xấu đang xuất hiện. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim. Đôi khi nhẫn nhịn một chút mới là cách làm của những người khôn ngoan đấy nhé. Con số may mắn 2, 6. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, tím. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dậu. Tử vi tuổi Thìn. Vấn đề tiền bạc không phải là việc mà người tuổi Thìn đáng phải lo lắng cho lắm khi mà có thiên tài che chở. Thế nhưng công việc dù gặp nhiều trục trặc nhưng hiện tại thì bạn cũng không gặt hái được những thành công như mong đợi. Hãy kiên trì vì cuộc sống của bạn vẫn đang thay đổi từng ngày theo chiều hướng tích cực. Bạn sẽ không nhận ra mình đã có những bước tiến xa như thế nào từ việc thay đổi những điều nhỏ nhỏ này đâu. Vì thế, hãy duy trì sự kiên trì của mình thêm nữa nhé. Nhờ tam hợp xuất hiện nên vấn đề tình cảm của bạn ít nhiều cũng sẽ khởi sắc. Dù tình trạng hiện tại của bạn là như thế nào thì trong lòng bạn cũng đang vô cùng thanh thản. Bạn đã làm rất tốt việc dọn dẹp quá khứ trong thời gian vừa qua. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa. Nếu biết nhận diện bản chất của vấn đề, bạn sẽ không gặp chút khó khăn trong hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ. Bạn cảm thấy tự tin hơn với những lựa chọn của mình, kể cả công việc lẫn phương diện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc. Bạn đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình, việc này khá hứa hẹn trong tương lai gần. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim. Bạn thu về khá nhiều lợi nhuận trong khi những người khác gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy. Ngay khi nhận thấy có cơ hội tốt, bạn nên tập trung hoàn toàn vào thời gian đó cho công việc này đi nhé. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường xám, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Sửu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Thực thần mang tới cho người tuổi Tỵ vận may bất ngờ, đó có thể là khía cạnh công việc, một dự án mới, bạn được trao cho trọng trách quan trọng để thử thách, để thể hiện năng lực của mình. Lúc này, nhất định không được bỏ lỡ. Có thể nói lúc này bạn đã nhận ra rằng khi năng lực được tương đương nhau thì bạn sẽ nhận ra rằng đôi khi năng lực vẫn không phải là yếu tố duy nhất để tạo nên sự thành công. Mà bên cạnh đó còn phải có sự xuất hiện của vị thần may mắn nữa. Bạn có tin rằng có phúc mặc sức mà ăn, làm những điều này dù giàu hay nghèo, bạn cũng sớm được hưởng phúc báo đời người. Cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận thì càng được hưởng nhiều phúc báo. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa. Tính cách sởi lởi vô tư nên nhiều người có thể bỏ qua cho những lời nói vô ý của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ. Nếu bạn an toàn quá thì rất khó có cơ hội để làm giàu đấy. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc. Tập trung hơn vào dự án bạn đang theo đuổi sẽ là cơ hội để bạn phát huy tốt tối đa khả năng của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim. Đừng nên chỉ tập trung vào tiền bạc nhé, còn rất nhiều giá trị khác mà bạn sẽ nhận được khi bạn làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy. Hãy tập hợp sức mạnh của những dòng nước nhỏ từ những người xung quanh bạn sẽ có sức mạnh tổng hòa vô cùng to lớn. Con số may mắn 3, 9. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Ngọ.
Thương quan xuất hiện điểm báo chuyện chẳng lành đến với người tuổi Ngọ lúc này. Bạn nên đặc biệt chú ý đến vận trình tài lộc của mình. Không những bạn sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn, mà nếu không cẩn thận, bạn còn vướng vào tình trạng nợ nần không hồi kết. Để có thể tránh xa nguy cơ rỗng túi từ những ngày đầu tuần này, bạn nên tập trung làm công việc của mình thay vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc. Nếu ai đó có nhờ nhưng mà không trong khả năng của mình thì bạn hãy cứ nói từ chối để có thời gian tập trung hơn. Ảnh hưởng của lục xung nên bạn không may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn đang cảm thấy chán nản vì sự hời hợt của đối phương và bạn cũng không có ý định hâm nóng tình hình hiện tại của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đừng tỏ ra cứng đầu với đối phương, bạn nên học cách lắng nghe sẽ tốt hơn cho chuyện tình cảm của hai bạn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy làm mềm mỏng hơn, bạn sẽ tránh được những tai họa có thể nhìn thấy trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng nóng giận trong lúc này, nếu không, công sức của bạn sẽ bị tan biến. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, từng bước thay đổi thói quen xấu, bạn sẽ thoát được mối họa cho mình đang đối diện. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của người thân, bạn sẽ không phải lo lắng về những vấn đề khó khăn ở hiện tại nữa. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Hợi. Tử vi tuổi Mùi, thời gian vừa qua, nhờ sự giúp sức của chính tài mà người tuổi Mùi đã có ý thức rất cao về việc tiết kiệm, nên hãy nhanh chóng kiểm tra tài khoản của mình nhé, bạn sẽ bất ngờ với số tiền mình đang có đấy. Bạn không muốn nhờ dựa vào sự may mắn, muốn tự mình kiếm tiền để trang trải cuộc sống và không quên tích lũy để đảm bảo nếu giàu có là sự giàu có bền vững. Việc đó rất tốt, nhưng cũng đừng vì thế mà từ chối sự hỗ trợ từ ai đó, họ sẽ giúp cho bạn đi nhanh hơn những gì bạn nghĩ đấy. Tác động của tương hại đường tình duyên, cho dù bạn có vẻ ổn định, bạn vẫn chưa quên được chuyện quá khứ, vì thế mà bạn không cho phép bất kỳ ai bước vào trái tim mình lần nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn phải thừa thắng xông lên khi mà bạn đang có những cảm xúc mãnh liệt với một người. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, ngoài việc tiết kiệm, hãy tìm thêm các nguồn thu nhập khác nữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng chi tiêu tiền như thế nào cho khôn ngoan thì bạn lại còn phải học rất nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, sự nhiệt tình của bạn đã truyền động lực cho những người xung quanh làm việc hăng say hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đừng an toàn quá như thế, bạn sẽ không thu được lợi lộc gì cho mình đâu. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, cơ hội đang mở ra trước mắt, vì thế đừng chần chừ làm mất đi cơ hội tốt. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường hồng, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, ngày xuất hiện thiên quan nhắc nhở người tuổi Thân nên thận trọng hơn các vấn đề về sức khỏe của mình. Bạn rất dễ bị họa từ trên trời rơi xuống. Khi giao thông trên đường, bạn cũng nên hạn chế những nơi đông người, kẻo gặp tai nạn ngoài ý muốn. Có khá nhiều lý do khiến cho bạn không đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Vì thế, bạn nên tìm rõ nguồn gốc của nó là gì để thay đổi. Chỉ khi đó thì bạn mới thay đổi được tình hình hiện tại của mình lúc này. Nhờ có tam hợp cục làm nơi nương tựa nên bản mệnh có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Đó có thể là người nhà, bố mẹ hoặc người yêu, chồng, vợ của bạn. Họ không cần đưa ra lời khuyên, chỉ cần lắng nghe bạn là đủ. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, bạn đủ khéo léo để thoát khỏi tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, sức khỏe không tốt thì đừng nên gắng sức làm nhiều việc quá đấy nhé. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, được người thân chăm sóc nên mọi mệt mỏi của bạn dường như đã tan biến đi lúc nào không hay. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hãy duy trì cách bạn yêu thương đối phương như hiện tại, bạn sẽ sớm nhận được quả ngọt thôi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, đừng vì sức khỏe yếu mà lười luôn cả việc hoạt động, chăm chỉ thể dục, bạn mới cải thiện được sức khỏe đấy. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn. Tử vi tuổi Dậu,
Nhờ chính quan nâng đỡ nên tài chính của người tuổi Dậu lúc này rất ổn định. Dù đôi khi bạn sẽ muốn hẹn hò cùng hội bạn thân và mua sắm thoải mái, nhưng điều này hoàn toàn không làm tổn hại đến ngân sách của bạn. Ngoài ra, việc khía cạnh công việc, mỗi lời khuyên dành cho bạn lúc này, bạn nên thể hiện hết năng lực của mình cho cấp trên thấy. Như vậy thì bạn sẽ tiếp tục có được may mắn trong tuần kế tiếp. Cẩn thận hơn trong ngày xuất hiện tương phá, bạn chủ quan nên rất dễ gặp tai nạn bất ngờ, có kẻ ném đá giấu tay. Việc này khó phòng tránh từ trước nên đòi hỏi cách xử lý của bạn ngay khi đối mặt với hoàn cảnh bất như ý mà thôi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, ngày tiền bạc rủng rỉnh nên bản mệnh không phải lo nghĩ nhiều. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, bạn nhanh nhạy trong những cơ hội đầu tư khó so với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bạn không muốn đối mặt với rủi ro nên chỉ cần tiền tăng lên một chút là hài lòng rồi. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nếu không đủ kiến thức, bạn hãy hỏi những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, bạn tự tạo ra cơ hội kiếm tiền nên tự hào với những gì mình đang có. Con số may mắn 07, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhờ sự sáng suốt mà thiên tài đưa đến cho người tuổi Tuất mà tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Nhưng bạn chỉ có thể nhận ra điều may mắn này khá muộn. Bạn có tự tin là mình khôn ngoan về tiền bạc không? Sự thật là hầu hết chúng ta tiêu dùng, mua sắm, kiếm tiền theo cảm tính nên mãi không thể giàu. Hãy học cách suy nghĩ của người giàu và dần dần thay đổi thói quen của mình theo chiều hướng tích cực hơn bạn nhé. Sức khỏe rất quan trọng để chuẩn bị cho bạn đối mặt với sóng gió ngoài kia. Vì thế đừng quên chế độ tập luyện mỗi tuần mà bạn đã đề ra từ trước. Nếu bận quá thì có thể đi bộ gần nhà khoảng 30 phút mỗi ngày thôi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, nếu bạn cứ vội vàng thì rất dễ bỏ qua cơ hội tốt đấy. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, từng bước tiến về mục tiêu nên bạn không muốn so sánh thành tích của mình với bất kỳ ai. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, bạn đang hoàn toàn tập trung vào tiền bạc nên quên mất đi mối quan hệ xung quanh đấy nhé. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, sự tinh khôn giúp bạn thu khá nhiều lợi về mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, ít ai có sự khôn ngoan về tiền bạc được như bạn. Con số may mắn 19, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần. Tử vi tuổi Hợi, khi thiên ấn nâng đỡ thì người tuổi Hợi nên tự tin lên. Có thể nói con đường sự nghiệp của bạn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bạn trong lúc này. Đừng để ngoại cảnh tác động làm mất đi cơ hội tốt. Nếu muốn giúp đỡ ai đó thì cũng nên để sang một dịp khác chứ không phải là lúc này. Bạn không cần phải lên kế hoạch thuyết phục hay tạo ấn tượng với sếp vì gần như năng lực của bạn là điều không cần phải bàn cãi trong công ty. Thay vì ganh đua với đồng nghiệp, bạn chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình được giao là đủ rồi. Nhờ có tam hợi cục nên bạn làm ăn thuận lợi trong thời gian này hơn. Nhờ có đối tác hiểu chuyện, đồng nghiệp tốt bụng và luôn có ai đó đang tìm cách giúp đỡ bằng cách này hay cách khác mà bạn không hề hay biết. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, đừng để ai hối thúc bạn vì đang có mục tiêu của riêng mình cơ mà. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, thử cả những gì chưa từng thử, bạn sẽ có những kết quả bất ngờ đấy. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tình cảm là nền tảng vững chắc để bạn cảm thấy tin tưởng hơn về tương lai. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, hãy học thêm các kỹ năng, bạn sẽ áp dụng chúng trong công việc khi cần. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn đủ bình tĩnh để nhận định ra những cơ hội tốt đang đến với mình. Con số may mắn 37, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ người tuổi Ngọ, Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.